Trân trọng kính chào đồng bào, quý vị quan khách, quý tướng lãnh, quý vị đại biểu, quý vị đồng nhiệm thành viên trong Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời, Đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Hôm nay là ngày 15 tháng 6 năm 2019, trong dịp lễ tưởng nhớ Ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa 19 tháng 6, chúng tôi xin có vài lời tường tỏ cùng đồng bào. Trong quá khứ, Quân lực Việt Nam Cộng hòa trong suốt lịch sử 20 năm khói lửa từ 1955 cho đến 1950 luôn có những chiến sĩ, những cấp chỉ huy, những sĩ quan dũng cảm hy sinh để chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Không ai chịu chấp nhận chế độ cộng sản, và họ đã quyết chiến đấu cùng đồng bào đến hơi thở cuối cùng. Đó là gương anh dũng, ví dụ như ngũ vị thần tướng và nhiều binh sĩ các cấp đã tuẫn tiếc vì danh dự Tổ quốc mà chúng ta đã ghi ơn và trân trọng vinh quang, vinh danh trong ngày Quân lực 19 tháng 6 hôm nay. Để giúp cho nhiều người, nhất là giới trẻ Việt Nam, biết rõ quá trình hình thành của Quân lực Việt Nam Cộng hòa, chúng tôi xin phép được trở về lịch sử của miền Nam Việt Nam chúng ta hơn nửa thế kỷ trước, khởi từ năm 1955 đã trưng cầu dân ý để truất phế Hoàng đế Bảo Đại và bầu Thủ tướng Ngô Đình Diệm làm quốc trưởng. Từ đó, quân đội quốc gia Việt Nam là di sản của quân đội viễn chinh Pháp đã được Thủ tướng Diệm đổi tên là quân đội Việt Nam Cộng hòa, nhằm đối đầu với cuộc xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt. Thủ tướng Ngô Đình Diệm và sau này là Tổng thống trong 9 năm cầm quyền đã chỉnh đốn và tăng cường quân đội thành một lực lượng hùng mạnh với nhiều sư đoàn, bộ binh, biệt động quân, liên đoàn nhảy dù, thủy quân lục chiến, lực lượng đặc biệt, vân vân. Thủ tướng Diệm cũng phân đất nước thành 4 vùng chiến thuật, mỗi vùng đều có một quân đoàn đặc trách bảo vệ an ninh lãnh thổ. Tướng lãnh các cấp của quân đội Việt Nam Cộng hòa đều được tưởng thưởng và thăng cấp theo tài năng, đức độ và sự đóng góp của mình trong việc bảo vệ Tổ quốc. Hầu hết họ đều là con cưng của chế độ, nhưng oái âm thay, một số tướng lãnh cao cấp do tướng Dương Văn Minh cầm đầu đã nổi dậy ngày 11 tháng 11, xin lỗi, ngày 1 tháng 11 năm 1963, lấy danh nghĩa cách mạng để đảo chánh sát hại Tổng thống Ngô Đình Diệm, lật đổ nền đệ nhất Việt Nam Cộng hòa. Việc lật đổ nền đệ nhất Việt Nam Cộng hòa đã tạo cho Cộng sản, tạo cho điều kiện Cộng sản Việt Nam xâm lăng miền Nam của chúng ta. Vì tướng Dương Văn Minh theo âm mưu của Cộng sản miền Nam
cho triệt hạ các hệ thống ấp chiến lược là hàng rào ngăn cản cán binh cộng sản xâm nhập, và như vậy đã đe dọa đến sự an ninh của người dân ở các miền nông thôn hẻo lánh. Kể từ khi nền đệ nhất Cộng hòa bị lật đổ, miền Nam trải qua nhiều cuộc chỉnh lý do các tướng lãnh Việt Nam Cộng hòa thi nhau tranh quyền. Sự bất ổn chính trị tạo cơ hội cho mặt trận giải phóng miền Nam thao túng, len lỏi vào hàng ngũ quốc gia của chúng ta nhằm gây chia rẽ và phá hoại. Để giải quyết khủng hoảng chính trị, ngày 19 tháng 6 năm 1965, Hội đồng Quân lực được thành lập và quyết định giải tán Hội đồng Quốc gia lập pháp. Sau đó, Hội đồng Quân lực thành lập Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia do Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu đứng đầu, và Ủy ban Hành pháp Trung ương do Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ làm chủ tịch. Sau đó là cuộc bầu cử Quốc hội lập hiến được tổ chức ngày 3 tháng 9 năm 1966 và ngày 1 tháng 4 năm 1967, Ủy ban Lãnh đạo Quốc gia công bố bản hiến pháp nền đệ nhị Cộng hòa và tổ chức bầu cử tổng thống ngày 3 tháng 9 năm 1967. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu được bầu làm tổng thống đã khai sáng nền đệ nhị Việt Nam Cộng hòa, và quân đội Việt Nam Cộng hòa được đổi tên thành Quân lực Việt Nam Cộng hòa. Từ đó, ngày 19 tháng 6 là ngày quân đội lên nắm chính quyền, cũng được gọi là ngày Quân lực Việt Nam Cộng hòa, để tuyên dương công trạng các đơn vị và quân dân cán chính các cấp. Vấn đề chúng ta đặt ra ở đây là trong khi các chiến sĩ của Việt Nam Cộng hòa hy sinh xương máu ở ngoài tiền tuyến để bảo vệ tổ quốc, thì ở hậu phương tình hình chính trị lại dậy lên xáo trộn và những bất ổn. Những cuộc lên đường, xuống đường, biểu tình rầm rộ do các nhóm Phật giáo, sinh viên quá khích, do cộng sản xúi dục, thường xuyên xảy ra các thành phố lớn, nhất là ở Huế và Sài Gòn, với sự phụ họa của giới truyền thông bất lương, đã tạo cơ hội cho bọn cộng sản nằm vùng thao túng, len lỏi, làm lũng đoạn hàng ngũ quốc gia. Đó chính là những vác dao đâm vào sau lưng các chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đang chiến đấu với giặc thù ở tiền tuyến. Tình hình miền Nam càng ngày càng bất ổn, vì ở vùng nông thôn, cộng sản từ từ làm chủ tình thế. Chúng đánh chiếm các vùng hẻo lánh, nơi mà quân đội của chúng ta khó mà kiểm soát, với chiêu bài lấy nông thôn bao vây thành thị. Chúng đã gia tăng khủng bố, giết chóc, gây hoang mang cho người dân ở làng quê. Chúng bắt họ phải yểm trợ nuôi sống chúng, bằng không thì chúng tàn sát cả gia đình. Về kinh tế, do chiến tranh tàn phá, thôn quê không còn khả năng sản xuất lúa gạo và các mặt hàng nông phẩm. Do đó, vật chất leo thang, làm nền kinh tế của miền Nam phải nhập cảng các mặt hàng nhu yếu phẩm. Vì vậy, phải hoàn toàn lệ thuộc vào viện trợ. Về mặt quân sự, lợi dụng việc phá hủy
hàng rào ấp chiến lược là quốc sách của nền đệ nhất Cộng hòa. Cộng sản Bắc Việt liên tục cho bộ đội xâm nhập vào miền Nam. Chúng thay đổi chiến tranh xâm lược từ du kích chiến sang vận động chiến và mở những trận đánh lớn để thử thách sức mạnh của quân lực Việt Nam Cộng hòa, cũng như sự ủng hộ của đồng minh Hoa Kỳ. Điển hình là những trận đánh Bình Giã và Đồng Xoài cuối năm 1964 và năm 1965. Quân lực Việt Nam Cộng hòa tuy bây giờ đã vững mạnh, đủ khả năng và ý chí để chặn đứng làn sóng xâm lăng của bộ đội Cộng sản Bắc Việt, tinh thần chiến đấu rất cao độ của quân lực Việt Nam Cộng hòa đã được thể hiện qua các trận đánh Mậu Thân năm 1968, chiến dịch hành quân sang Campuchia nhằm đánh tan những an hổ, những hang ổ kho tàng tiếp liệu của Cộng quân năm 1970, hay là cuộc hành quân sang Hạ Lào, chiến dịch Lam Sơn 719, cuộc chiến mùa hè đỏ lửa năm 1972. Tuy nhiên, dù quân lực Việt Nam Cộng hòa luôn luôn thể hiện tinh thần chiến đấu anh dũng cao độ của mình, nhưng dưới thời đệ nhị Cộng hòa, tình hình miền Nam càng ngày càng suy yếu về chính trị lẫn quân sự. Trong chính quyền thì Cộng sản đã cai người trà trộn khắp nơi, còn trên trận địa chúng càng ngày càng giành ưu thế. Vì trong khi phía đồng minh của chúng ta thì viện trợ càng ngày càng giảm, mà ngược lại khối Cộng sản Nga Tàu và Đông Âu càng ngày càng tăng viện trợ cho Cộng sản Việt Nam nhiều vũ khí đạn dược hơn. Kết cuộc là Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức ngày 21 tháng 4 năm 1975 và được thay thế với cụ Trần Văn Hương đến ngày 28 tháng 4 năm 1975. Tướng Dân Văn Minh lên nắm chính quyền rồi tuyên bố đầu hàng Cộng sản ngày 30 tháng 4 năm 1975. Vâng, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã bị chôn nhưng chưa chết. Với cuộc di tản chiến thuật, một số sĩ quan cao cấp cũng tìm cách khôi phục lại quân lực Việt Nam Cộng hòa bằng cách tổ chức những phong trào mặt trận vân vân, nhưng cũng không đi đến đâu. Chúng ta phải đợi đến 15 năm sau, tức là năm 1990, mới được thành lập Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời do cụ Nguyễn Trân làm thủ tướng. Và năm sau, tức là 1991, chúng tôi là Đào Minh Quân được đại diện ba thế hệ bầu chọn làm thủ tướng và kiên quyết giữ trọng nhiệm đó cho đến ngày 11 tháng 11 năm 2018 thì được đồng bào trưng cầu dân ý bầu làm Tổng thống nền đệ tam Việt Nam Cộng hòa. Qua hơn một phần tư thế kỷ làm việc vì đại nghĩa nhằm giải thể tà quyền Cộng sản, Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa vẫn tâm niệm rằng chúng tôi chỉ là những người đứng mũi chịu sào cho đến khi
giải thể được tà quyền cộng sản. Sau đó chúng ta sẽ tổ chức một cuộc tổng tuyển cử với sự kiểm soát của quốc tế để mọi người dân có cơ hội bầu chọn những ai có tài năng, đức độ để phục vụ và lãnh đạo đất nước. Thưa quý niệm trưởng, quý huynh trưởng và các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa thân mến, hình ảnh những bộ chiến y được các em, các cháu triều mến mang trên người, từng bài ca, tiếng hát, câu hò còn vang vọng trên các làn sóng phát thanh, truyền hình đã cho thấy hình ảnh của người quân nhân, quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa phai mờ trong ký ức của toàn dân Việt Nam. Chúng ta đã già nhưng chưa chết. Chúng ta vẫn là nơi nương tựa tinh thần cho các thế hệ Việt Nam. Việt Nam Cộng Hòa đã bị chôn nhưng bất tử. Dấu chân quân lực Việt Nam Cộng Hòa vẫn còn lưu lại trên bốn vùng chiến thuật thân yêu của đất nước, vẫn âm vang trong lòng của dân tộc. Sống thì phải da ngựa bọc thay, chết phải có quốc quân kỳ đắp mặt, chứ không thể chôn thay nơi xứ người hay lây lất tàn tạ trên quê hương. Hôm nay nhân dịp kỷ niệm ngày quân lực 19 tháng 6 là cơ hội nhắc nhở cho tất cả chúng ta những giai đoạn hào hùng của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trước năm 1975, chúng tôi xin kêu gọi tất cả các cựu tướng lãnh, sĩ quan và quân nhân các cấp của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tất cả lực lượng cảnh sát quốc gia, cựu quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa trở lại hàng ngũ để tiếp tay cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa để cứu nguy cho đất nước trước hiểm họa Tàu Cộng xâm lăng. Nếu quý vị theo dõi qua các livestream của người dân trong nước, quý vị sẽ thấy họ thống khổ và ta thán biết bao trước việc chính quyền cộng sản đàn áp dã man, cướp nhà, cướp của, cướp đất, cướp mọi quyền sống của người dân. Ngay cả đối với các cựu bộ đội, cựu đảng viên của chúng vẫn không buông tha. Và hiện nay trong nội bộ đảng, chúng không ngớt tranh thanh trừng, khủng bố lẫn nhau để tranh quyền đạt lợi, đoạt lợi, không nghĩ gì đến đất nước, không lo gì cho dân. Vì vậy, đồng bào trong nước đang xem chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do chúng tôi lãnh đạo như một cái phao để họ bám vào với hy vọng sống còn và tránh họa diệt vong do âm mưu của Trung Cộng bá quyền muốn biến nước ta thành một quận lỵ của Tàu. Trước sự thờ ơ vô cảm hay chỉ phản ứng lấy lệ của tập đoàn cầm quyền cộng sản Việt Nam, đồng bào là ai? Đồng bào là vợ, là con, là thân nhân của cựu chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa bị đẩy vào vùng kinh tế mới. Tài sản và quyền sống của họ đều bị cộng sản cướp giật. Ngay chính gia đình của bộ đội, đảng viên cộng sản Việt Nam cũng đều là những nạn nhân của cộng sản đê hèn, tham ô và gian ác. Chúng tôi cũng như một số cựu sĩ quan, quân nhân,
Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, hiện là thành viên của Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, đã từng bị lao động khổ sai trong các trại tù cộng sản. Trong chốn lao tù, chúng ta thường tâm niệm rằng sau này khi ra khỏi ngục sẽ cố gắng làm sao hồi phục lại danh dự cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để lá cờ vàng ba sọc đỏ của chúng ta lại ngạo nghễ tung bay trên quê hương thân yêu Việt Nam. Bây giờ có cơ hội, tại sao quý vị không tham gia bằng công sức, dùng kinh nghiệm quý giá của quý vị? Không lẽ chúng ta lại bị cộng sản mua chuộc, hoặc quý vị đã nhục nhuệ khí sau thời gian dài bị cộng sản tẩy não rồi hay sao? Hay là quý vị không dám làm gì vì sợ cộng sản ghi tên quý vị vào sổ đen để bọn chúng cấm không cho quý vị trở về Việt Nam để hưởng thụ trên sự đau khổ của đồng bào? Nhân dịp này, chúng tôi cũng kêu gọi các em, các cháu, cựu thiếu sinh quân nên tích cực tham gia vào Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do chúng tôi lãnh đạo, để chúng ta cùng nhau giải thể chế độ tà quyền cộng sản, chống lại Tàu Cộng xâm lược. Các em, các cháu trước đây lúc còn trẻ đã từng là những chiến sĩ can trường của người Việt quốc gia, cuộc chống trả oai hùng của trường thiếu sinh quân tại Vũng Tàu trong giờ phút cuối cùng của miền Nam Việt Nam năm 1975 đã nói lên tinh thần bất khuất của các em. Vậy ngay bây giờ, các em, các cháu hãy cùng chúng tôi và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa chung sức dẹp tà quyền cộng sản, để sau này chúng ta sẽ phục hưng lại truyền thống thiếu sinh quân cho các thế hệ mai sau. Chúng tôi cũng xin kêu gọi các cựu học sinh trường Quốc gia Nghĩa Tử là con cái của các anh hùng tử sĩ, thương phế binh, quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Các em, các cháu đã thừa hưởng được dòng máu hào hùng của cha mẹ ông bà. Các em, các cháu nên noi gương theo đó để làm rạng danh giống nòi. Hồi còn nhỏ, các em, các cháu đã được thừa hưởng mọi đặc ân của Việt Nam Cộng Hòa, nhất là vào thời Đệ Nhất Cộng Hòa dưới sự lãnh đạo anh minh của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm. Vậy các em, các cháu nên tiếp tay với Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời để khôi phục lại giang sơn, ngõ hầu, làm sống lại tinh thần của chí sĩ Ngô Đình Diệm qua hai câu thơ biểu lộ sự khí khái của ngài như sau: tiết trực tâm hư giữ nước non, vị quốc vong thân nghĩa vẹn toàn. Có nghĩa là bảo vệ quê cha đất tổ với tất cả lòng trung thành, chính trực và tâm hồn thanh thản, sẵn sàng hy sinh xương máu vì đại nghĩa. Chúng ta mới làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Do đó, chúng tôi và Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời mong đợi sự tiếp tay của các em, các cháu thiếu sinh quân và quốc gia nghĩa tử trong công cuộc đấu tranh giải thể tà quyền cộng sản và khôi phục lại Việt Nam Cộng Hòa. Quê hương thân yêu của chúng ta
đã bị 1.000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm đô hộ giặc Tây và bị họa cộng sản gần 80 năm nay, không lẽ lại để cho giặc Tàu thống trị đầy đọa dân ta mãi mãi hay sao? Tóm lại, đây là cơ hội ngàn năm một thở mà chúng ta không thể bỏ qua được, vì sự tồn vong của quốc gia, vì việc mất nước vào tay Tàu Cộng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Nếu chúng ta còn có tâm huyết với tiền đồ tổ quốc thì chúng ta phải thực thi qua các hành động rất xác thực, ít nhất là tham gia vào cuộc trưng cầu dân ý do chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Cộng Hòa tổ chức, chứ không thể chỉ chống cộng một cách thờ ơ thụ động. Mỗi lá phiếu của quý vị, của các bạn, của các em, các cháu tham gia công cuộc trưng cầu dân ý chính là một viên đạn bắn vào cơ chế của tà quyền Cộng sản Việt Nam và giúp cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do chúng tôi lãnh đạo có một tiếng nói mạnh mẽ hơn trước Hội đồng Liên Hiệp Quốc để yêu cầu giải thể chế độ và cơ cấu Cộng sản tại Việt Nam mà không cần phải đổ máu. Hiện nay, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa do chúng tôi lãnh đạo đang song hành với chính phủ Hoa Kỳ và Liên Hiệp Quốc để giải thể chế độ tà quyền Cộng sản Việt Nam, ngăn chặn Tàu Cộng tiến chiếm nước ta. Một lần nữa, xin thay mặt những người Việt đang bị Cộng sản cướp nước, chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trân trọng bày tỏ lòng tri ân đến chính phủ và nhân dân Hoa Kỳ cùng tất cả đồng minh của người Việt Nam trên toàn thế giới. Hôm nay chúng ta hãy cùng vinh danh những người ông, người cha, người anh và các em, các cháu, đặc biệt là 58.209 quân nhân Hoa Kỳ, quân nhân các nước đồng minh cùng với 316.000 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa và những anh hùng vô danh đã hy sinh bảo vệ tự do, che chở cho đồng bào Việt Nam thoát sự khủng bố, sát hại của Cộng quân. Dù đã nằm xuống, những chiến sĩ không bao giờ chết. Lòng hy sinh và sự chiến đấu kiên cường của họ đã trở thành bất tử, đã biến quân lực Việt Nam Cộng Hòa và đồng minh sẽ mãi mãi là ánh thái dương để xua tan bóng ma tội ác Cộng sản, triệt hạ hoàn toàn chế độ vô thần Cộng sản trên quê hương Việt Nam. Linh hồn của họ luôn bên cạnh chúng ta để độ trì, phù trợ cho chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa ngày thêm vững mạnh, thành công trong quyết tâm lấy lại đất tổ, không làm khổ dân. Hiện nay, quê hương thân yêu của chúng ta đang bị Cộng sản thống trị. Việt Cộng đã lộ nguyên hình là một đảng cướp, phi nhân, vô đạo, tay sai Tàu Cộng thực hiện ý đồ xâm chiếm Việt Nam. Hoàng Sa, Trường Sa và nhiều quần đảo, đất đai của chúng ta đã bị lọt vào tay ngoại bang.
bọn đầu sỏ Cộng sản và Việt Cộng đang khủng bố dân lành, đầu độc nhân sinh, cầm tù những nhà ái quốc, triệt hạ nhân tài, phá hủy kỷ cương rèn mới đạo đức chân chính của người Việt Nam, âm mưu biến nước ta thành một quận lỵ của Tàu Cộng. Nhà văn Hà Thúc Sinh có viết: ở đây cơm áo co vòi lại, chỉ biết mình thôi, không biết ai. Và ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện, người đã bị Cộng sản cầm tù 28 năm, cũng từng than rằng vì ấu trĩ, thờ ơ, ngu tối, vì muốn an thân, vì tiếc máu xương, nên cả nước phải quy về một mối hận thù, một mối tang thương như ngày hôm nay. Tổ quốc đang lâm nguy, dân chúng đang bị Cộng sản đàn áp, sống lầm than, thống khổ. Những người trai thế hệ, những hậu vệ Việt Nam Cộng hòa anh hùng, những anh thư, hào kiệt, trí thức không thể khoanh tay đứng nhìn. Chúng tôi kêu gọi mọi người, mọi thành phần quốc gia, dân tộc, mọi giai cấp và tất cả các tổ chức, đảng phái chính trị, xã hội trong cộng đồng Việt Nam trên khắp thế giới phải cùng tham gia ký đạp mặt tên Việt Giang Hồ Chí Minh để dứt khoát lập trường không chấp nhận Cộng sản, để mạnh mẽ dấn thân với chính phủ quốc gia Việt Nam lâm thời đệ tam Việt Nam Cộng hòa, giúp dân cứu nước. Đã đến lúc Việt Nam phải thay đổi, toàn thể nhân loại yêu chuộng công lý và hòa bình đang nhập cuộc với chúng ta. Quân lực Hoa Kỳ và những đồng minh của Việt Nam Cộng hòa đã có mặt tại Biển Đông để sẵn sàng tham dự với chúng ta. Họ cùng đồng hành, cùng song hành với chúng ta. Nhất định toàn dân chúng ta phải đoàn kết cùng nhau giải tan, giải thể cái gọi là nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, triệt hạ hoàn toàn chế độ độc đảng Cộng sản đang thống trị dân ta để bảo vệ tổ quốc và ngăn chặn âm mưu của Tàu Cộng muốn xâm chiếm Việt Nam. Nhất định chúng ta cùng giữ lời thề son sắt: dân tộc Việt bất khuất, cương thổ Việt bất phân, nhân dân Việt bất ly, nguyện xin đấng tối cao trời Phật, thượng đế hồn thiên sông núi và anh linh tử sĩ luôn độ trình ban phước lành cho chúng ta được sức khỏe, bình an, may mắn và tâm nguyện thành đạt. Xin hẹn gặp nhau tại Việt Nam. Trân trọng kính chào quý đồng bào và toàn thể quý vị.